Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thành thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về trung bình cộng có lời văn. Khi các bạn gặp bài toán liên quan về trung bình cộng có lời văn, các bạn nghĩ ngay bước đầu tiên nha các bạn, nghĩ ngay tính tổng giúp lợi. Thì các bạn nhớ công thức nè, tổng sẽ bằng trung bình cộng nè nhân với số các số hạng. Được chưa? Thì đề bài cho trung bình cộng số gạo của hai kho, vậy số các số hạng chính là số 2 đó các bạn. Được chưa? Rồi, giờ bắt đầu mình giải nha các bạn. Mình giải nè. Mình tính tổng số gạo hay là số gạo của hai kho. Tổng số gạo hai kho là ta lấy trung bình cộng là 74 nhân cho 2 ra 148. Đơn vị là tổng. Được chưa? Rồi, đây đã có tổng rồi. Thì các bạn nhìn nè, nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn, thêm vào kho thứ hai 16 tấn thì hai cái kho, số gạo của hai kho này bằng nhau. Thằng kia thêm 8, thằng này thêm 16 thì hai thằng bằng nhau. Vậy cho thấy rằng các bạn thêm 16 với thêm 8 thì hàng này hơn hàng này bao nhiêu ạ? Thì ta lấy số tấn hay là số gạo hàng thêm 8 tấn với hàng thêm 16 tấn, vậy cho thấy kho thứ nhất nó phải nhiều hơn về số gạo. Kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là ta lấy 16 nè trừ đi 8 nè là 8 tấn. Được chưa? Thì các bạn thấy nhiều hơn, vậy cho thấy là kho thứ nhất nè nhiều hơn kho thứ hai. Thì các bạn nghĩ ngay đến đó là phép trừ, lấy thằng nhiều trừ thằng ít sẽ ra đúng 8 tấn. Vậy mình đã có phép cộng nè, gọi là phép gì ạ? Phép trừ. Thì các bạn nghĩ ngay đến tổng hiệu của hai số, tổng và hiệu của hai số. Thì các bạn nhớ ngay đến công thức, đó là muốn tìm số hạng thứ nhất, đó chính là số gạo kho thứ nhất đó các bạn, bằng tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Được chưa ạ? Vậy số hạng thứ nhất hay là số thứ nhất chính là số tấn gạo kho thứ nhất là ta lấy tổng nè rồi cộng hiệu nè 148 cộng 8 tất cả chia 2. Rồi phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tính phép chia ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Tương tự số tấn gạo kho thứ hai là ta lấy tổng nè trừ đi hiệu nè tất cả chia 2 nè, ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.